set đồ Noel cho em yêu nhưng thiếu kinh phí. Chàng trai vận dụng IQ Photoshop 1000 để qua mắt nhân viên và cái kết. Nỗi đau đầu của cánh mài râu là cuối tháng hết lúa, nhưng các em yêu lại muốn có quà, không thì nàng sẽ giận. Bí quá hóa cao thủ, thanh niên trong video đã đến shop quần áo, chọn ngày set đắt tiền rồi vận dụng skill Photoshop để hành động. Lời luôn cho anh một combo này. Dù trước khi đến, chưa biết sẽ mua bộ nào, giá bao nhiêu, nhưng bill thì anh có sẵn. Thanh niên tải một chiếc ảnh đã thanh toán được Photoshop sẵn trên mạng, đưa cho nhân viên check, nhưng không nói rõ khi nào tiền mới qua. Anh ơi! Anh ơi! Khi phát hiện điểm cấn, nhân viên liền phi theo xác nhận, nhưng gọi mãi anh ơi vẫn không được phản hồi. Đúng là không phải ai cũng thích được theo đuổi và phải theo đuổi ai đó. Người yêu anh mặc được bộ anh trộm chắc mất ngủ. Đúng rồi. Nhà tôi bán cứ tin tin là ok, không thì thôi. Mình không vơ đũa, nhưng những thằng quấn vỏ khăn đấy là không uy tín rồi. Bạn thấy skill Photoshop thỏa đồ của thanh niên trong video thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!